Việt Nam tự tăng hạn sử dụng tiêm kích Su-27. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm qua, cán bộ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nhà máy A32 đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ sửa chữa máy bay tiêm kích Su-27, Su-30. Đặc biệt, nhà máy A32 đã sửa chữa tăng hạn trên 20 năm cho 5 máy bay tiêm kích Su-27. Gần đây nhất, nhà máy đã hoàn tất và bàn giao về cho Trung đoàn 940, Không quân Nhân dân Việt Nam, chiếc tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8526 được sửa chữa lớn, nâng cấp và sơn mới. Để có được thành công vượt bậc này, trong những năm qua, nhà máy A32 đã cử hàng chục cán bộ kỹ thuật đi tập huấn ở nước ngoài. Trên cơ sở đó, tạo nên đội ngũ cán bộ nền tảng vững chắc thực hiện dự án tự sửa chữa tăng hạn tiêm kích Su-27 đã qua hơn 20 năm sử dụng. Việc tự sửa chữa được tiêm kích Su-27 góp phần tiết kiệm đáng kể ngân sách nhà nước, khi mà trước đây chúng ta phải chi một khoản rất tốn kém để thuê nước ngoài thực hiện việc sửa chữa và bảo dưỡng. Cán bộ nhà máy đang thực hiện lắp đặt các thiết bị trên tiêm kích Su-27UBK 8526. Kiểm tra các thiết bị trên buồng lái. Việc sửa chữa thành công Su-27UBK 8526 tạo tiền đề quan trọng cho kế hoạch sửa chữa tăng hạn các máy bay Su-27 còn lại, cũng như sửa chữa bảo dưỡng thế hệ Su-30MK, Su-30MK-2 trong tương lai. Tiêm kích máy bay huấn luyện Su-27UBK 8526 rời nhà máy với màu sơn ngụy trang cỏ mía, tương tự các máy bay Su-30MK-2 trang bị cho Trung đoàn 923 và 927. Việc nhà máy A32 sơn màu ngụy trang cỏ mía cho Su-27UBK từng khiến các chuyên gia nước ngoài đồn đoán các máy bay này được nâng cấp lên chuẩn Su-30MK-2. Máy bay tiêm kích Su-27UBK đang được kiểm tra kỹ thuật kỹ càng chuẩn bị cho chuyến bay chuyển sân về căn cứ Trung đoàn 940. Giờ phút đặc biệt với tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy A32, Su-27UBK 8526 lăn bánh chuẩn bị cất cánh. Hiện Không quân Nhân dân Việt Nam được trang bị 5 chiếc Su-27UBK trên tổng số 10 Su-27 còn hoạt động. Tất cả đều được trang bị cho Trung đoàn 940 làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời miền Trung và đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Tiêm kích Su-27UBK 8526 do nhà máy A32 sửa chữa nâng cấp tung cánh trên bầu trời đất mẹ Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi video Việt Nam tự tăng hạn sử dụng tiêm kích Su-27. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe kênh để theo dõi những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!